Xin chào cả nhà yêu Lan nhé. Phim buổi tối ngày 28 tháng 7 năm 2023. Xin kính chúc các bác có một buổi tối vui vẻ và thật nhiều niềm vui. Và buổi tối ngày hôm nay thì em tiếp tục sẽ lên sóng những dòng hàng hoa lan đẹp trong phim ngày hôm nay. Những dòng phi điệp giá rẻ và cái lô kiều vuông lộc bắc mới về. Và những dòng trầm như là trầm trắng các thứ nữa. Số điện thoại cũng như là số Zalo để các bác đặt hàng là 0393 998895 hoặc 0966 121377. Nhà em nằm ở địa chỉ là khu đô thị Đồng Mơ, thị trấn Tân Lộc, Hải Dương. Và hôm nay thì em còn một ít cái combo thanh lý lan rừng nha. Em cũng sẽ thanh lý nốt. Úi dồi, một đống này bao nhiêu hàng giá rẻ. Hôm nay xả luôn nốt cái chỗ lan rừng đấy. Và sau đây thì em xin điểm qua từng lần lượt từng loại mặt hàng ạ. Giá hàng Pháp ạ. Hôm nay thì em có tầm khoảng 7 chậu giá Pháp thôi. Giá Pháp bây giờ thời điểm này nhà vườn người ta chưa xuất đâu. Bởi vì người ta đợi nuôi thân dài rồi bắt đầu người ta bán tác phẩm ở thể. Hôm nay cái lô này thứ nhất là thân rất là mập mà nhá. Thân cực kỳ là mập luôn. Đấy, và thứ hai là rất là khỏe, rất là lực. Đây mọi người nhìn tình trạng cây này. Ví dụ như các bác lấy những cái chậu mà thân nó dài dài như thế này. Có thân dài tới 8-90cm rồi. Đấy là dài nhất nhá, còn có cả những cái thân ngắn hơn. Đấy thì lại này thì nó ít thân hơn. Còn những cái chậu mà như thế này. Những cái chậu này nó nhiều thân hơn này. Đấy thì nó lại ngắn ngắn đều đều nhau. Đấy em hạ luôn một thể. Cái lô này nó đẹp. Tại vì toàn hàng tuyển chọn ít mà, có ít mà. Em bán 150 một chậu thôi. Hôm nay cái số lượng giả Pháp có 7 chậu nhá mọi người nhá, không có nhiều đâu. Không cần phải quảng cáo nhiều, cái loại này thì sai hoa cực kỳ. Lô này thân vừa mập vừa khỏe. Vừa về thêm một cái lô kiều tím mọi người ạ. Đây, vừa mới móc được ở dưới lên này, cũng chẳng biết ở phía dưới như nào nhưng mà mới mang lên được 4 cây thì em thấy cái cây của nó khá là nhiều thân các bạn. So với những cái lô đầu xuân em lấy thì đợt này số lượng thân nó nhiều hơn. Và thứ hai em thấy cây cũng khá là đanh. Mắt nụ cũng hơi sưng sưng. Thực ra thì cái dòng kiều tím này á, nhiều bác thì muốn sưu tầm rất là nhiều dòng kiều tím. Để mà đánh giá về cái kiều tím thì miền Bắc là cái loại kiều tím mà rất là nhiều khách hàng muốn săn tìm. Và thứ hai là cái bông hoa của nó màu tím đậm. Còn đây ạ, cái mặt hoa của bác nhìn. Đây là dòng kiều tím của Thái Lan. Dòng bên Thái người ta nhân giống hoa của tím đậm mà không khác gì cái dòng miền Bắc. Đây là hàng chụp bằng cái camera thực tế nhá. Camera không có qua chỉnh sửa đấy ạ. Bông hoa của bên Thái đây. Hoa tím đậm luôn mọi người ạ. Không khác gì cái kiểu tím của Việt Nam của mình. Mà cái giá thành thì rẻ mà giá trị thì em thấy là tương đương nhau. Đẹp chưa? Đấy, một chậu nó bé bé bên Thái thì cái kiểu tím này nó không được to. Và thứ hai thân của nó dòng thân vuông nhá mọi người nhá. Đấy, dòng thân vuông. Và chùm hoa thì rất là tím. Đó, đẹp chưa mọi người? Đấy, hôm nay em về cái chậu lô này. Đẹp chưa? Và cái kiểu tím Thái này là mùa nóng ấy. Thì... những cái hàng này gửi đi khá là an toàn các bác. Đấy. Chậu rất là nhiều thân, toàn bộ là thân tơ. Hàng này nếu mà như đầu xuân em có nhập cái loại này nhưng mà nó sang cái chậu size to hơn ấy là bán là toàn 190 đến 200 nghìn một chậu thôi. Đấy, nhưng mà cái bầu này nó thuộc dòng bầu size nhỏ. Bầu size nhỏ nhưng mà chậu nhiều thân nhá mọi người nhá. Mọi người phân biệt cho em này. Bởi vì giống như kiểu đai châu cũng thế thôi. Chỉ cần khác nhau cái chậu, cái size chậu thôi thì cái giá tiền nó đã khác nhau rồi. Mà trong đó thì cái độ tuổi của cây tương đương nhau. Đấy, nhiều khi nó ăn nhau ở cái size chậu. Đấy, size chậu nhỏ cho các bác mua được hàng đẹp mà giá lại rẻ hơn đấy các bạn. Còn đâu chất lượng cây không có cái gì khác biệt nhá. Và hôm nay một cái chậu kiều tím Thái hôm nay rất là đẹp mọi người này. Đẹp chưa? Mê ly chưa? Em bán cho mọi người là 160 nghìn đồng một chậu. Bác nào mua một đôi, hai cây. Mua một đôi này. Em bán 300 nghìn một cặp nhá. 300 nghìn một đôi. Các bác cứ làm một đôi để ghép thành một chậu kiều tím to. Ra kiều tím Thái mà mua chậu to đắt lắm. Toàn 400-450 một chậu thôi. 450 đấy. Ví dụ như chậu hai chậu này ghép lại bây giờ có 300. Em nhớ mới cách đây vài tháng đầu xuân em có bán một lô. Hôm đấy là có tầm khoảng chục chậu cái loại to to toàn 400-450 một chậu. Tức là nó hơn nhau bởi cái chậu. Nó khác tiền như thế. Hôm nay cái chậu này có 160. Em gửi từ một chậu nhá. Các bác có thể sưu tầm từ một chậu. Một chậu này các bác về tách ra thì có được đầy. Đấy. Hàng mình em thấy người ta bán cái hàng kiểu tím cây mô mà bé bé, cốc bé bé đã 50 nghìn một cốc, bé xíu xíu. Đây, bé bằng cái thân bé bé này mà nó lơ thơ có vài thân đấy các bác ạ. Hàng này thì hàng bao chuẩn hoa rồi. Chuẩn hoa. Rất là đẹp luôn. Đẹp chưa? Đấy, chậu này size to này, đây là cái loại chậu size to này nhưng mà số lượng thân thì chắc em nghĩ cũng chỉ ngang ngửa với cái hàng em bán này thôi. Ngang ngửa này nhưng mà chậu này chậu size to. Chắc chắn cái loại chậu size to nó phải gần 300 nghìn. Không có giá 160. Hôm nay về cái lô kiều tím này em khá là ưng. Đẹp.
Kế tiếp bên đây đó chính là trầm trắng mọi người nhá. Trầm hôm nay em về thêm cái lô trầm trắng này. Đẹp lắm, thân mập. Bông hoa thì rất là đẹp, màu trắng tinh, màu trắng mút, trắng tinh khôi á. Trầm trắng ngày xưa nó là cái dòng hàng cũng VIP, nó giống như kiểu đột biến ấy, hoa màu trắng tinh và hoa rất là thơm. Trầm trắng hôm nay chậu thì trung bình ra tầm 5 thân, 6 thân, 7 thân cũng có. Nói chung là chậu nào như 5 thân chậu này thì nó đều nhau. Còn em thấy ví dụ như chậu này 6, 7 thân này thì có cả thân dài, thân ngắn này. Em bán đồng giá nhá, 150 một chậu thôi. Trầm trắng hôm nay em nhập lô này thân vừa mập, vừa khỏe, vừa rẻ. Hôm trước thì 160 mọi người nhớ không ạ? Hôm trước là 160. Ví dụ như chậu này thì sum suê nhiều thân này. Chậu này sơ sơ 2, 4, 6, 8, 9 thân. Đấy, cả đầu to, nghĩa là 9 đầu, cả đầu dài, đầu ngắn là 9 đầu. Đấy, đồng giá chỉ có 150.000 một chậu trầm trắng thôi ạ. Lan trầm trắng. Hoa rất là đẹp. Kiều hoa nở Tết đây ạ. Hôm nay thì em về cái lô kiều vuông Lộc Bắc. Đấy. Hôm nay thì những cái chậu này cũng khá là nhiều thân. Hàng này hàng rừng ươm ki lên các bác nhá. Đây mọi người. Một chậu kiều vuông Lộc Bắc ngày hôm nay này, rất là đẹp. Hàng này em bán đồng giá chỉ có 180 một chậu thôi. Bình thường chậu kiều vuông này hàng Tết toàn 250 như năm ngoái ấy. Hàng này lúc mà đang chuẩn bị đơm nụ hoặc là hàng Tết ấy, 250.000 một chậu ấy. Lô này em nhập thời điểm này nó rẻ có 180.000 một chậu. Đấy. 180.000 một chậu, bác nào lấy một đôi này là 350 này. Tính 175.000. Hàng này là hàng rừng nên là nó sẽ có cả thân tơ và thân già. Riêng hàng Lộc Bắc ở trong Lâm Đồng nó là cái dòng kiều cực kỳ là nổi tiếng. Còn nó so với dòng kiều Lào thì nó hơn hẳn về mọi mặt. Thứ nhất là nở chuẩn Tết hơn, và thứ hai đó chính là vòi nó sẽ dài hơn. Đấy, đẹp hơn. Đây em có một ít cái combo lan rừng hàng xả nha mọi người nhá. Nói chung là combo này trong một combo nó khá là nhiều loại. Em sẽ quay từng hình luôn. Đây, cái lô này là lô mà có cả ít kiều vàng này, hoàng thảo môi tua này, có cả đuôi trồn thì họ cây của nó hơi xấu ạ. Đây là cái lô này em bán có 60.000 cả một đống này luôn. Ôi em nói thật với mọi người chứ cái hàng lan rừng em nhập về lô nào lỗ lô đấy, chết lô đấy luôn. Là hãi rồi, hãi lắm rồi. 60.000 về các bác mát tay ghép làm giống môi tua này, ít kiều vàng này, trồn này. 60.000. Riêng cái môi tua em cân hôm đấy đã 6 lạng rồi ạ. Tính ra câu đó có 100.000 một cân mà hai cái hàng kia coi như là tặng kèm. Mã này mã hình 4 này, H4 này. Mã này thì gồm có một dề môi tua này, một ít cái kim điệp xuân này. Đây kim điệp xuân đang lên mầm đây này. Còn đây là hoàng thảo ý ngọc này. Đây là cái này là nhất điểm hoàng này. Combo này em bán 90.000. Hôm nay 100.000 giảm giá cho các bác, 90.000 một combo này hết. Đây em bán lỗ, đã lỗ cho nó lỗ hẳn đi. Hình số 3 thì combo này nó lại có cái loại khác. Có ý ngọc này, có nhất điểm hoàng này, và có cái riêng cái mớ này là cái mớ hoàng thảo kim thoa. Riêng cái mớ này là em đã 50 trở 150 bán 90.000. Hình này hình số 3 nhá. Hình số 13 cũng 90.000 này, có một dề đùi gà tròn đang lên mầm gốc này. Đây là hoàng thảo môi tua này, cái đống môi tua này rất là tươi luôn. Cái cả một khóm kiểu vàng này. Cái kiểu vàng này trồng lên chậu cũng được 50.000 một chậu kiểu vàng ấy. Ba chỗ này 90.000. Đây xả nốt. Hình 3 nhận tất cả hình 100.000 xả nốt giảm cho 10.000. Hình số 5 100.000. Gồm có một dề nhất điểm hoàng, một mớ kiểu vàng thân lùn, được một giò này. Chỗ này kim được xuân cũng được một giò này. Chỗ ngọc thạch và ý ngọc này cũng được một đấy này. Có 90.000 cái đống này. Mua đâu được lan rừng rẻ này. Hình 12 H12 100.000. Cái này có ý ngọc này. Cái này cũng có kiểu vàng này. Cái này nguyên một dè môi tua, dè hôm trước bán 50.000 này. 90.000 cái đống này. Vừa bán vừa tặng luôn. Nói chung là mùa này lan rừng rất là khô ấy mọi người nhá. Thứ nhất là nhà em không có tưới đâu. Em tưới là em không gửi cho các bác được. Đấy, không xử lý thì để nguyên trạng thái từ rừng về để các bác xử lý. Đấy làm sao mà gửi đến các bác mà cây nó khô, các bác xử lý nó còn an toàn hơn, chứ cây ẩm ướt mùa nóng này nó thối khó xử lý lắm. Hình số 6 này. Đây là ngọc thạch, ý ngọc này, kiều vàng này, ít kim điệp xuân này, đây kim điệp xuân này, và đây là nhất điểm hoàng, đây 100.000 chỗ này, 90.000 cũng 90.000. Tiếp theo hình số 10, ủa chỗ này một đống kiều vàng này, hôm trước đã 80.000 rồi đấy, mà em tặng cho mọi người thêm 3 cái dề nhất điểm hoàng này luôn, 80.000 hình số 10, 80 nhá. Hình số 9,
cũng 90.000 này. Có môi tua này, có ý ngọc này, có kiều này. Đấy, ý ngọc kiều. Cái đống môi tua hôm trước đã 60.000 này. Xong rồi cộng vào nó phải rồi trăm mấy đấy, bán 90. Và cái lô kiều vàng này hôm nay em xài cho mọi người 100.000 một cân. Chỗ này cân lên được bao nhiêu tính tiền từng đấy. Hào bao nhiêu để mấy hôm hào. Càng để càng hào, bán 180 và bán 100.000 rẻ hơn cả dã nhỉ. Đấy, còn bao nhiêu hàng lăn rừng em xả nốt cho các bác. Đây còn hôm nay còn 2 cân đùi gà này. 120 thôi. Hàng này cứ bán 200 rồi xong lại 180 này, 150 này. Hôm vừa rồi em bán 150 rồi bán nốt 120 một cân. Gà tròn nhá, gà tròn này vùng Tây Bắc ấy. Nó đang xuống lá. Kiểu như khô nó xuống lá, còn mầm nó vẫn đang lên. Chỗ này chắc chỉ đâu đó 2 cân là đổ lại. 2 cân có 240 mọi người. Nếu bình thường 200.000 một cân 400.000. Em nghĩ em bán hai cái lô, những cái lô lan rừng. Đấy hôm nay em bán xả bác nào nhà vườn hoặc các bác nào mới tập chơi á thì ghép lan rừng là một cái loại trong những cái loại lan mà nó rẻ tiền nhất để các bác chơi. Rất là hợp lý. Giáng hương cô đất Koki đã. Hôm nay em có mấy cái chậu Koki mà cây rất là đẹp nha. Đây cái loại Koki mà em đang bán cái loại này là 140 này. Cái loại này thì cây nhỏ ít cặp lá hơn. Cái loại này thì lại cây to hơn. Ví dụ như cây này là cây 170 này. Thứ nhất là cây đã to hơn rất là nhiều. Koki hoa đẹp thơm. Đây này của bên Thái Lan. Đây là hình số S10 170.000 này. 170.000 cây Koki này to. Đấy 140-170 khác nhau hoàn toàn nhé mọi người nhá. Đây cho mọi người so sánh. Tại vì nhập hai vườn khác nhau mà. Đây cây 170 nó to nhìn hơn hẳn. Đấy. Số S8 160.000. Đây cây này cũng to này, 160.000. S8 Kodak Koki. S6 230. Chỗ này lá xếp V đẹp chưa? Đang đẻ ra một cây con. Cây này chỉ bị gọi là bị cháy lá một tí đằng sau thôi, còn đâu chẳng có tí lỗi lầm. Đẹp, đẹp từ ngọn. S9 200.000. Cây này 200 lá xếp đều tăm tắp luôn. Đây cây này bị cắt một tí ở đây này. Đấy. Nhưng không có ảnh hưởng nhé mọi người nhé. Nhìn cái mặt bên đây đẹp lắm, không tì vết luôn. 200.000, bản lá to. Kodak Koki. Số 9 S9. S7 190.000 này. Cây to 190 này. Kodak Koki S3. Cây này hôm trước bán bao nhiêu ta? Cái S3 này chắc là 180. Cái S3. S11 170.000. Cái này to đẹp này 170 à? Cây này đẹp có 170 mọi người này. Chớp ngay. Cây S4. Cây này 230. Cây này to hơn hẳn. Thôi cây này giảm giá thêm cho mọi người tính 201 thôi. 201 cây này. Đấy, giảm cho 20.000 thôi. Đây, đây còn vài cây Kodak Koki. Hoa thơm lắm, hoa thơm, đẹp. Hàng này bên Thái nó đánh giá là một trong những cái dòng top hoa lan phải nói là rất là ưa chuộng. Việt Nam mình ưa chuộng và tất cả các nước khác chơi hoa lan đều ưa chuộng cái dòng Kodak Koki này. Vừa về mới một lô hoàng nhạn vai nhá mọi người nhá. Hôm nay lô này thì em nhập được rẻ hơn các bác ạ. Hôm trước bác nào mua giá 170 thì hôm nay đây, nhìn tình trạng cây vẫn đẹp như thế. Mà cái lô này đẹp, em đánh giá là đẹp. Nhà vườn mới hạ giá, hạ nhiệt cái thời điểm mùa hè ấy ạ. Em bán 150 một giò, cây xếp V. Đây là cái dòng hoàng nhạn mà hoa của nó màu vàng lưỡi trắng các bác nhé. Nó là dòng nhạn va hoa vàng lưỡi trắng. Đấy nó khác cái dòng nhạn 4N. Nhiều bác lại thắc mắc là tại sao nhạn nó lắm loại đấy. Nói chung là nó nhiều loại lắm các bạn. Cứ tham khảo và sưu tầm dần dần. Nó còn rất là nhiều loại, rất là đẹp. Có 150.000 thôi. Hồi đầu em nhớ là cái hồi đầu nhập cái nhạn va này còn hơn 200.000 một chậu cơ. Đấy. Xong bây giờ bán từ 170 xong bây giờ nhập được lô này rẻ còn có 150 này. Chắc là chỉ có cái thời điểm mùa hè, cái thời điểm đang ế này thì mới có giá này chứ không bình thường không có. Đây ạ, và tiếp đến em lại về tiếp một lô hoàng nhạn 4N này. Ui. Cây lá xếp đẹp chưa? Mít đẹp chưa? Đó. Cây lá mít rất là đẹp luôn. Ui, 4N. Một chậu nó sẽ là 2 cây các bác nhá. Hàng mới về. Một chậu 2 cây như vậy em bán với giá là 300.000 đồng một chậu. Lá mít đẹp lắm. Lá xếp V đẹp. 300.000 đồng một chậu hoàng nhạn 4N. Đây là lô mới về nhá mọi người nhá. Lô hôm trước hết rồi. Lô hôm trước hết rồi. Hôm nay về lô mới. Tốc độ bán hoàng nhạn nhà em rất là nhanh. Bởi vì sao? Thứ nhất là giá so với giá thị trường nó khá là vừa tiền rẻ. Bởi vì thị trường bán cây đơn ấy. Riêng cây đơn đã 300.000 rồi các bác ạ. Mà chưa kể có những cái cây người ta bán 350-400. Nó tùy vào chất lá nữa. Đấy, lá nhà em thì cái bản lá nó cũng khá là đẹp, lá to. Lá xếp V đẹp. Có 300.000 một chậu thôi, 2 cây. Tai châu trắng hàng mít, lá mít nhá mọi người nhá. Đây là cái dòng hàng VIP mà em nhập cái lô VIP đấy các bạn. Các bạn thấy không?
hàng VIP này bản lá rất là to, một chậu đều là 2 cây đó các anh nhá. Một chậu đều là 2 cây. Rất là đẹp đấy ạ, hàng châu trắng. Hàng này thì hàng chuẩn hoa, bảo hành chuẩn hoa cho mọi người, màu trắng tinh khôi. Đấy, hàng này Tết thì cũng khá là bán khá là nhiều ấy, nhưng mà em nhập cái thời điểm này thì giá nó sẽ mềm mại hơn là so với thời điểm Tết các bạn. Chậu là hàng chậu gỗ. Đấy ạ, các bạn. Nhìn tình trạng cây đẹp chưa? Đấy, hôm nay thì em chỉ có 12 cây loại hàng chọn thôi. Có 12 cây thôi nhá mọi người nhá. Ui dồi ôi, chất lượng lắm mọi người ơi. Hàng rất là đẹp. Và hôm nay thì một chậu đai châu trắng hàng VIP này thì em bán với giá là 350.000 đồng một chậu ạ. Hàng số lượng có ít nhá, 350 một chậu đai châu VIP. Lá mít, bản lá to, hàng trắng. Mọi người nhìn này, cái độ thân rụt của nó này, rụt rịt luôn đây. Cổ lá rất là ngắn, rất là rụt rịt luôn nhá, màu trắng. Đây, hôm nay thì em dọn vườn có một số chậu 5 cây trắng họng hồng này. Đợt này cái lô 5 cây trắng họng hồng, cái lô đợt trước thì em về rất là nhiều thân. Thậm chí nhiều thân bây giờ đang đẩy bằng gốc này nhá. Mọi người, em thấy có một số đang đẩy bằng gốc này. Đấy, đẩy bằng gốc này. Nhiều lắm. Những chậu nhiều thân này hôm trước bán 150, hôm nay em xả cho mọi người nhá, 120.000 một chậu. Họng hồng, 5 cây trắng họng hồng. Mắt xước môi trái tim. Đấy, 120.000 những chậu ngăn ngắn thì nhiều thân. Còn những chậu mà nó cao cao, nó tầm 4 thân thôi. Những chậu 4 thân thì nó cao, nó dài hơn. Đấy, đồng giá 120.000 thôi ạ. Hoa này nở chuẩn Tết ạ. Tiếp đến là một cái dòng hàng cực kỳ là VIP mọi người nhé. Mọi người sờ em cái chất lá này. Bản lá thứ nhất là vừa to và thứ hai lại rất là dày nhá. Cây rất là đanh. Đó chính là cây Kodak Koki. Đây là mặt bông của Kodak Koki đây. Nuôi càng to thì nó càng xếp như cái dòng hoàng nhạn nở luôn ạ. Hoa rất là đẹp, rất là thơm. Đấy, bông hoa tím đậm này. Riêng cửu bảo tiên với cả Koki thì mặt hoa nó cũng khá là nhang nhác nhau nhé. Và dòng này thì rất là thơm. Đấy, và hôm nay thì cái cây này thì em quảng cáo cho mọi người ấy. Thứ nhất là mọi người nhìn cây để mọi người xem được cái chất lượng hàng này. Bản lá thứ nhất là to, thứ hai là cây xếp rất là đẹp, rất là dày dặn nha mọi người nhé. Và hôm nay cái cây Kodak Koki này thì em xin phép bán với giá là 140.000. 140.000 đồng một chậu, hàng rất là đẹp mọi người ạ. Sờ rất là sướng tay, nó giống như kiểu cái dòng mà tam bảo sắc Điện Biên, cái hàng lá dày bịch bịch đấy ạ. Đấy, cái chất lá nó giống như thế. Giống cái dòng tam màu sắc lá xếp mà chất đá dày đấy, của cái dòng Điện Biên đấy. Đẹp lắm, nói chung là cái loại này lá xếp. Và chỉ có 140.000 các bác sở hữu. Cây này càng lớn nó cứ xếp theo dần dần như thế nhá, nó không phải dòng lá lướt đâu. 140.000 đồng một chậu Kodak Koki. Về một cái loại đai châu mới nhá. Cái loại đai châu mới này cái tên là đai châu blue. Dòng đai châu Thái nhưng cái mặt hoa của nó blue, cái mắt ngọc của nó rất là đẹp. Mọi người xem cái mặt hoa của nó trên màn hình ấy. Hàng này hàng chuẩn giống này, chuẩn giống cây. Cái đai châu blue này cây cũng to. Đấy, một cái cây to và lá thì lá mít. Bản lá to. Em bán với giá là 140.000 đồng một chậu nhá. Gọi là 140.000 một chậu đai châu blue. Hàng số lượng có ít ạ. Cái tiếp bên đây thì em vừa về một cái lô hàng phi điệp chấp Mỹ. Đây ạ, mặt hoa của nó cánh viền chớp rất là đẹp. Riêng chấp Mỹ này hoa nét này nẹt luôn. Đấy, cánh chớp. Ngày xưa đây cũng là cái dòng hàng siêu đắt tiền ấy. Ngày xưa sưu tầm giống này cũng đắt tiền không kém gì những dòng 5 cái trắng. Một chậu nhà em bán trung bình là sẽ là 3 chậu 3 thân. Và hôm nay bán kỷ niệm mọi người nhé. Đấy, hiện bình thường là bán phải rơi tầm 120 ấy. Hôm nay bán đồng giá cho mọi người 100.000 một chậu. Chấp Mỹ 100.000 đồng một chậu chấp Mỹ nhá. 3 thân chấp Mỹ. Một chậu 3 thân chỉ có 100.000 thôi. Hàng này hoa Tết rất là đẹp, rất là thơm. Còn kia phía bên đây là chính là những chậu trầm rồng đỏ ạ. Những chậu trầm rồng đỏ ngày hôm nay rất là to cao. Và lô ngày hôm nay có một đặc điểm, đó chính là những cái thân hoa năm ngoái là nhà vườn này người ta không cắt đi nhá. Thông thường để mà tiết kiệm chi phí và người ta muốn nhân giống mà nhiều ấy, các nhà vườn thường là sẽ cắt hết tất cả những cái thân già này đi. Thân năm ngoái ra hoa này để là người ta ươm ki. Các bác nhìn những cái thân già năm ngoái nó bây giờ nó đang đẩy ki đây này. Đấy, sở dĩ nhà vườn này người ta không cắt nên em thấy là họ để cái thân này nó nuôi dưỡng những cái mầm gốc này rất là khỏe luôn. Bình thường nếu mà đây, bình thường là các nhà vườn người ta sẽ cắt hết những cái thân già, ví dụ như này, như thế này mọi người. Ví dụ như một chậu trầm đồng đỏ như thế này. Em đang bán 130 là cái lô này, lô trước đó là nhà vườn cắt hết thân già đi rồi. Không để lại bất cứ một thân già nào. Đấy. Còn cái lô này là em đang bán 130 là vẫn là lô cũ, vẫn còn tầm khoảng gần chục chậu nhá. Còn cái lô hàng trầm rồng đỏ mà mới về cái loại 150 này là người ta vẫn để lại thân già và cái thân của nó mọc lên rất là đanh, nó rất là khỏe, to hơn. Nên loại này nó nhập em nhỉnh hơn một tí thôi nhưng mà em thấy chất lượng của lô này rất là chất lượng.
150 một giò chầm rồng đỏ nhé. Ngày xưa nhớ đâu đó 250, 350 một thân chầm rồng đỏ. Đấy, các bác thấy không? Đến bây giờ có 150 một chậu nhiều thân như thế này. Ít nhất một chậu nó có rơi tầm 3, ít nhất là 3 thân, có chậu 4, 5 thân. Nói chung là nó có cả dài cả ngắn. Còn đâu là những cái thân này là thân hoa năm ngoái nhá. Về ươm ki nhá, cái này cắt tại ươm ki được rất là nhiều. Các bác cứ để cho nó phát triển, cho nó dài rồi mình cũng cắt. Những cái thân già nó có dưỡng chất, nó còn dưỡng chất để nó nuôi những cái thân mầm ấy, chứ không phải là nó không có tác dụng gì đâu ạ. Đấy. Đây là chầm rồng đỏ. Cái lô này em về còn 50 chậu thôi ạ. Bác nào lấy 3 chậu chầm rồng đỏ loại này là em miễn phí ship. Tiếp tục hạ dàn thêm một số những chậu benso đa xưa. Đây là dòng benso đa xưa nhà em ghép thuần. Đấy, ghép thuần vào chậu nha mọi người nhá. Một số cây thì bây giờ dễ nó bám ăn chắc, khá là chắc vào giá thể này. Đấy, có những chậu khá là to và hàng này thuần nên là giá nó sẽ rẻ hơn là cái hàng em nhập về. Em sẽ quay cho mọi người theo từng chậu nhá. Chậu này chậu pen số 1 này, cái mầm của nó rất là cao. Em đang bán cái loại phi 12 thì nó chỉ cao tầm một gang tay thôi đã là 60.000 rồi các bác ạ. Còn cái loại này lại to hơn. Chậu này cây to mập hơn này, cây cao mầm cao hơn này. Ít nhất là những cái cây này cây trưởng thành này, to. Chậu này ký hiệu chậu số 1 em bán 120.000. Chậu số 2 pen số đa xưa, chậu này lùm xùm nhiều thân hơn. Đấy, ít nhất là có hai cái mầm gốc, một mầm gốc dài, một mầm gốc ngắn, dễ bám rất là khỏe. Chậu này em bán là 150.000. Đấy, 60.000 chậu nó chỉ có một thân. Nó không được nhiều thân như này đâu. Chậu số 2 150.000. Chậu số 3, chậu này hôm trước em bán 150 đấy. Đây, vẫn còn giá cũ này. Đấy, nhưng chẳng qua là cái chậu này là em để cái mầm này nó bị con chuột nó cắn các bạn. Chuột nó cắn mất cái ngọn, dễ thì đang khỏe. Chuột cắn ngọn này nào nó lại đẻ mầm ở chỗ dưới nách nhá. Đây nó đang đẻ mầm rồi đây. Đấy. Chỗ số 3 này em thanh lý cho mọi người 100.000 nhá. Chỗ số 3 benso đa xưa. Cái thân này thân tơ chưa hoa lần nào luôn này. 100.000 chỗ này. Những cái thân này nó rất là khỏe, dòng những cái dòng dendro nó cũng phải nở hết tất cả những cái nách này nó mới thôi. Chỗ số 4, chỗ này thì cực kỳ là sum suê nhiều thân, một mầm tơ này, hai mầm tơ, ba mầm tơ. Dễ đang đâm rất là khỏe mà. Chỗ này là em ghép từ hai chậu vào một đấy ạ. Chậu to này là em ghép hai chậu loại này vào một chậu này đấy các bác nhé. Bình thường cái chậu này đã 150 rồi, cái này phải gấp đôi đúng không? Nhưng mà chậu to gấp đôi này thì em tính cho các bác là 250.000 nữa. Đấy, hai chậu ghép lại đấy ạ. Chậu này 150 này, chậu này to gấp đôi tính 250 thôi. Và chậu số 5. Đây là em ghép vào những cái chậu nên là cái tên của nó là cái tên mà của những cái chậu khác thì nó ghi nó hơi khác tên nhé. Cái này là những cái chậu pen soda ghép vào chậu cũ ấy. Các bác đọc cái tên này các bác cẩn thận thôi, hoặc là em gửi nhầm thì chết. Cái này đăng lên nụ rồi. Đây cái thân này thân tơ hoàn toàn này. Đây là thân tơ hoàn toàn nhé. Cái này cũng thân tơ này. Đấy. Cái chậu này em bán là 130.000. Đây chậu thân 60 thì bé này thôi. 130.000 cái chậu thân tơ nhé. 120.000 đi. Chậu số 5 bán nốt 120. Hôm nay thì em dọn vườn xả nốt cho mọi người mấy bảng long tu nhé. Vừa rồi em bán 150 em xả 120, hôm nay em xả nốt mà nữa 100.000. Để mấy hôm nữa em về lô mới. Đây. Cái bảng long tu xuân này rất là đẹp, nhiều mầm như vậy có 100.000. Khẳng định mọi người không bao giờ mua được cái giá 100.000 đối với cái bảng long tu xuân như thế này. Đẹp lắm. Còn vài bảng thôi, không có nhiều đâu các bạn. Mầm đang lên đẹp. Hôm nay thì em có một số những chậu đai châu hồng cánh sen, phải nói là hàng siêu VIP nhé. Thứ nhất là bản lá xếp rụt cổ ngắn lá xếp rụt này, bản lá to. Em có ít thôi. Đây là để em so sánh cho mọi người cái lô đợt này bản lá to nó đẹp hơn cỡ nào nhé. Bởi vì đây là cái hàng VIP. Hàng này thực ra là em ít khi em nhập. Bởi vì thứ nhất là hàng này chủ yếu là bán Tết. Tết thì bán được giá hơn, giờ bán thì nó không có được giá. Và thứ hai là những cái hàng nó hơi trái tiền so với cái phân khúc khách hàng của em. Cũng có những khách hàng người ta thích chơi hàng VIP cơ. Bởi vì đây, ví dụ như cái hàng thường này, nếu mà khi các bác nhìn sang hàng VIP này và các bác nhìn sang hàng thường là các bác nói thật là các bác chỉ có thích muốn mua hàng chất lượng thôi chứ các bác không muốn mua hàng thường. Đây bởi vì đây hồi xưa là cứ thông thường là em hay lấy cái loại này là cái loại hồng cánh sen, nhưng mà cái hàng này hàng thường, cũng là lá xếp nhưng lá xếp thường. Đấy. Và thứ hai lá nó dài hơn, bản lá nó nhỏ hơn. Đây, thậm chí có những cái cây bản lá nó phải gần gấp đôi những cái bản lá của cái cây này. Đây cho mọi người xem này. Đây, một cái bản lá của này nhá, chỉ bằng một nửa lá của cái cây hồng cánh sen còn lại VIP này thôi. Đấy. Đây là cái lô này á thì em bán sẽ quay theo hình và các bác nhìn cái chất lá và cũng như là cái chất cây nó sẽ khác nhau hoàn toàn nhá. Hàng này chất lượng hơn nhưng với giá tiền bây giờ nó cũng rẻ hơn nhiều so với các bác mua vào thời điểm Tết ấy.
Đấy, được cái lô này nó cũng chỉ có vài chậu thôi. Chậu nhà em toàn là chậu 2 cây. Cái hàng này là đợt vừa rồi mà chưa giảm giá đã 280 một chậu như này. 280 một chậu bé như này đấy. Đấy, hôm nay em đang xả cái loại này còn một chậu thôi. Thì hôm nay về cái lô mới này thì cái hồng cánh sen này thì vip em sẽ quay theo từng hình. Hình này em ký hiệu là hình hồng cánh sen số 1 nhé. Cầm nó đầm tay, nó nặng tay thật sự luôn các bạn. Bản lá của rụt xếp ngắn 2, 4, 6, 7 cặp lá này. Bản lá ngắn, bản lá rất là to. Chậu số 1 này. Ui dồi, cây số 2 này. Để cầm nó đã nặng rồi mà. Cây này bản lá siêu to đùng luôn. Nó nặng, nó nghiêng một bên. Về các bác phải cố định cho em cái dây vào. Em mà cố định cái dây thép ở đây là nó hay bị chạm vào cái lá này, nó hay có vết lắm. 2, 4, 6, 7 cặp lá. Đang cả lá số 8 ấy này. Chậu này nặng lắm mà chất lượng rụt rịt luôn. Đấy, chậu này 2 cây nhá. Riêng cây đơn lẻ này á cũng đã bán ra 450 một cây rồi ấy. Nếu mà cây lẻ cây ấy, ví dụ một chậu là phải 900.000. Em bán chậu số 1 này nhá. 750.000. Chậu số 1 hồng cánh sen to đùng là 750. Hồng cánh sen á. Chậu số 2. Chậu số 2 cây này thì nhỏ hơn một chút, 2 4 6 cặp lá này. Cái cây này vận chuyển nó hơi bị chạm một tí. Cây số 2 này xếp về rất là đẹp luôn. 1 2 3 4 5 6 7 8 cặp lá. Đều tăm tắp luôn, cây này thì xếp đẹp. Đấy. Nhưng cây này ở đằng trước nó hơi bé một tí, em tính cây này 720.000. Đây. Bị lỗi nhẹ thôi nhá, cái này chạm nhẹ một tí. 720.000 chậu 2 cây này. Cây số 3, cây này thì to đùng luôn. Đây, mọi người nhìn cây này với cả cây này. Cái này to bởi vì sao? Lá cũng là lá xếp nhưng mà nó già lá hơn, nó dài hơn. Dài lá hơn một chút, nhìn nó cây nó to hẳn ra. Cái này bị mất một rớt một chân là một cặp lá chân này, nhưng mà cây rất là khỏe. 1 2 3 4 đang cặp lá số 5. Thì thậm chí nó hơn thế nhá. Cái con nó bị rớt rồi. Ôi trời. Cầm mấy cái cây này nó nặng, nó hay bị nghiêng ngả lắm các bạn. Cây đằng sau này to đùng luôn. 1 2 3 4 5 6 7 cặp lá. Bản lá to lắm mọi người. To. Chậu này 2 cây, to đùng luôn. Chậu này riêng bán lẻ đơn thân đã 500.000 một cây. Chậu này em bán với giá là 800.000, to đùng. 800.000 2 cây hồng cánh sen. Và cái chậu số 4, cây này thì lá cổ rụt, bản lá ngắn. Cây này cũng 750 này. Nhìn cho em nhé. Cây này 2, 4, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 đấy. Lá bên đây nó còn nhiều cặp lá hơn này. 8 cặp lá đấy. Còn bên đây này. 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 cặp lá. Bản lá to. Chỗ này cũng 750. Chỗ số 4 hồng cánh sen 750 nha. Đấy. Đây, nhìn cái cây này với cả cây này trông nhìn nó khác hẳn. Khác bọt nhau hẳn luôn. Hàng này dành cho những ai mà thích chơi hàng khủng luôn ấy. Về cho em sang cái chậu gỗ ấy. Riêng cái này cho sang hẳn một cái chậu gỗ to ấy. Là nó tôn lên cái cây vẻ đẹp của hồng cánh sen rất nhiều. Và đến Tết lúc mà nở hoa thì thôi rồi. Cái màu này là cái màu vip nhất rồi. Em còn một cái chậu lọng đỏ này. Rất là to này, bản lá to 150.000. Lọng đỏ của Thái Lan nhé. Hoa màu đỏ đô rất là đẹp. Còn một chậu đai châu hồng cánh sen. Hàng chậu gỗ hôm trước bán 250, hôm nay xả nốt 200. Chỉ tết một tí lá đây thôi, 200.000. Hồng cánh sen là chậu gỗ. Thì bên đây là đai châu màu cam lửa. Một chậu 2 cây, đôi, 2 cây to nhá. Rễ đang bám cũng khá là khỏe mạnh. Em bán là 230.000, lô trước bán 250 đấy ạ. Và cái lô châu của nó là lô châu Thái VIP này. Lô này cây to, đẹp, nhiều cặp lá, bản lá to. Loại này trước bán 150, hôm nay đang xả 130.000 một cây. Còn tầm khoảng hơn chục cây thôi, 130.000 một cây đai châu Thái nhá. Em còn duy nhất một chậu Koki hoa vàng nhá. Koki hoa vàng, bông màu vàng rất là đẹp, bông to thơm. Cái cây này là cây to, bản lá to. Cây đếm trước bán 180, nay em xả nốt cái cây này với giá là 160.000. Cây to, bản lá to này. Còn mấy cái loại mà hàng đồng giá đây, những cái loại mà cây nó nhỏ vừa hơn cũng là cây lá xếp. Đấy, loại này thì em bán là 130.000. Bán là mua 2 cây. Em tính cho mọi người là 240.000 2 cây. Đấy, mua một đôi là 240, còn mua lẻ là 130.000 một cây. Còn đây là cây cửu bảo tiên. Cửu bảo tiên lần này thì có cây đôi, nghĩa là cây chậu 2 cây như thế này. Đấy, một chậu 2 cây. Em cũng còn tầm khoảng
3-4 cây thôi, 4 cây. Thì em bán đồng giá là 150.000 đồng một chậu nhá. 150.000 một chậu cửu bảo tiên, bắt đầu lấy 2 cây em tính là 140.000 đồng một chậu. Mua 2 cây cửu bảo tiên thì tính 140. Đấy, tại vì còn ít. Em bán xả nốt này. Cửu bảo tiên với cả coqui thì hoa của nó cũng tương tự nhau. Nhưng riêng cái bông coqui vàng là cái dòng mới các bạn. Có hai cái cây coqui vàng nhưng bị lỗi lá này. Nó kiểu như em để nắng nó bị cháy lá này mọi người nhé. Với cả em bị cắt lá này. Cái loại này là bán 130 nhưng hai cây lỗi này nhá. Em sẽ thanh lý cho mọi người 150 hai cây. Đây là hai cây bị lỗi lá, còn cây đẹp không lỗi lá thì là 130 một cây. Còn hai cây lỗi lá, cắt lá và bị cháy lá này em bán 150 hai cây. Hoàng thảo vôi Myanmar dòng hoa tím đậm. Và dòng này hoa của nó nở rất là đẹp, thân mập nhá. Dòng vôi thân mập và hoa tím đậm này thì chỉ có dòng vôi Myanmar thôi. Chứ còn hoàng vôi Lào thì thân của nó còi và thứ hai là hoa chỉ màu phớt hồng thôi ạ. Thì hôm nay em có những cái mã này thì em sẽ quay theo lần lượt từng mã, báo giá các bác nhé. Mã này em ký hiệu là mã vôi số 1 nhá. Mã vôi số 1 này. Chỗ này em xem là có bao nhiêu thân này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 thân. Do này thì có 1, 2 cái đầu ngọn chắc là nó bị cái con chuột hay con gì nó cắn này. Dính 1, 2. Bảng này em thanh lý 120.000 nhé. Em đang bán 170.000 đấy. Bảng này bán 120. Mọi người chơi làm rỗng được. Dính 1, 2 ngọn. Nó bị hỏng đầu ngọn. Dính 2 ngọn. Đây 2 ngọn hỏng. Nó đang lên mầm gốc này. Do số 2 này. Do này rất là nhiều thân luôn. 3 này, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 thân. Rất là dài đẹp, vôi Myanmar. Giò số 2 bị dính một cái ngọn này, nó bị ấy này. Nhiều thân lắm, giò này 160.000. Giò số 3, giò này 2 này, 3, 4, 5, 6, 7. Giò này 7 thân nhưng mà nó cũng rất là dài. 150.000, vôi Myanmar. Đẹp đấy, bản này 150. Giò số 4 này. Ui, giò này đẹp lắm, 170.000. Giò này vừa nhiều thân vừa đẹp này. À dính một cái ngọn này bị hỏng. Chắc là ở đâu các ngọn khác không có vấn đề gì nhé. Nhưng mà bảng này cực kỳ là nhiều thân. Đây mọi người này, bảng này rất là nhiều thân này. Bảng này em bán có 170.000. Giò số 5 vôi Myanmar. Giò này 100. Đây chuột cắn này này. Chuột cắn này. Dính 1-2 cái. Bảng này rõ nhiều thân này. Bảng này 150 đi. Bảng số 550, rất là nhiều thân. Bảng số 6, 150.000. Thôi 140.000 đi. Bảng số 6, 140.000. Giò số 7, vôi Myanmar, 160.000. Cái này cũng dính một cái ngọn này bị chuột cắn. Nhiều thân, 160.000. Và giò số 7, giò này ít thân nhất này. Giò này hôm vừa rồi em để chỗ góc trong em không để ý nên thành ra nó bị hỏng một số ngọn. Đấy. Nên là giò này em bán 70.000. Giò cuối cùng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đây giò số 8, 70.000 nhé. Dòng vui Myanmar tím đậm này nhé. Vậy chỉ phải treo lên thôi. Tại vì cái hàng này nó bám khá chắc vào cái giá thẻ dễ. Vanda một dòng hàng nở quanh năm, bông to và rất là sai hoa nhé. Riêng Vanda thì độ bền hoa của nó rất là cao. Và hôm nay thì nhà em thì có rất là nhiều màu. Đây ạ, trước mặt mọi người đây là cái cây màu nâu chấm nhá. Màu nâu chấm Vanda. Em bán với giá là 150.000, hàng này hàng cây đơn. Phía bên đây là cây hồng 3D. Cái hồng 3D thì cái mặt hoa của nó là cây màu hồng và màu đỏ, mặt hoa hai màu ấy ạ. Hồng 3D thì nó sẽ là cây mẹ cây con và cây rất là to. Đây có cả cây mẹ bồng con ở lách kìa. Đây là cây mẹ bồng con ở gốc. Đấy. Hồng 3D thì là 160.000 đồng một chậu. Đấy, cây mẹ con. Đây là màu nâu chấm nhá, màu nâu chấm này. Cây vàng hoàng kim, vàng hoàng kim. Đây, em để rễ của nó đang bắn này. Loại này treo không nó rễ cũng bật nhá. Vàng hoàng kim, cái hoa màu vàng và bông to đẹp. Loại này thì em bán là 170.000 đồng một giò. Vàng hoàng kim là chậu cây đôi, một mẹ, một chậu hai con. Một chậu hai cây như này là 170.000. Cũng còn vài chậu vàng hoàng kim thôi ạ. Màu tiếp theo là màu vàng bò. Đây ạ, đây là cây màu vàng bò này. Vàng bò. Đây vàng bò thì có cây to. Cây to em bán 150. Còn cây nhỏ này thì em xả cho mọi người 120. Thì ra thì em nhập nó cùng một giá đấy. Cái cây này là em xả rẻ này. Còn đâu cây to thì 150. Còn cây nhỏ 120, cái vàng bò. Còn đây là cái màu tím. Đây là màu tím này.
màu tím này, cây mẹ con hết này, 130.000 đồng một chậu. Đây tím mẹ bồng con, Vanda tím cũng có vài chậu thôi ạ, mẹ con 130.000. Và còn hai cây Vanda màu trắng nhá, đây cây trắng đơn này với cả một mẹ bồng một con này thì em bán 150 này, to này. Chậu này là chậu hai cây này, một mẹ to, một con to, con con cũng to. Cái ở chậu này hai cây, cây trắng to này thì là 180. Còn hai cây màu trắng, Vanda trắng 150 và 180. Em còn vài giò HO nhá, hôm nay em sẽ xả hàng cho mọi người những chậu HO này, giá trước là 100 mét. Hôm nay em xả cho mọi người 70.000 đồng một giò, cũng đang lên mầm, mầm gốc này, lên cả ki trên thân luôn. Đấy, dính một hai thân nó bị kiểu như là bị chạm đầu ngọn, nhưng không đáng kể đâu ạ. 70.000 đồng một giò, 5 cái trắng HO nhé, 5 cái trắng Hiển Oanh. Đây em còn vài chậu, còn 3 chậu này là vũ nữ, ngọc nữ hoa thơm. Hôm trước bán 200, hôm nay em xả cho mọi người 150 một chậu. Còn 3 chậu thôi, xả 150. Còn cái sô-cô-la hoa thơm này, bụi vẫn là bụi to, nhiều thân. Loại bụi to nhiều thân vẫn là 200.000, đang có nụ hoa. Còn một chậu này là chậu giữ mèo cam, 180.000. Duy nhất một chậu đang có nụ 180. Có hai chậu phụ nữ nhận nâu xả rẻ lốt này, thể xả 100.000. Hàng mới về bán 250. Xả 100.000 chậu số 1 này. Chậu số 2 bụi này to, đang lên rất là nhiều mầm. Cái hàng này về các bác nên tách ra ghép lại. Một chậu nó nhiều thân lắm, tràn này cái chậu luôn. Chậu to 150. Có hai chậu nhận nâu to 150, chậu nhỏ 100. Tiếp theo là những cái chậu Zaza mini. Nói thật là đợt này cái lô Zaza này rất là đẹp, nhưng mà chẳng hiểu sao nó cũng hơi chậm ấy, so với mọi khi ấy. Nên là nhà em bắt đầu lại lên chậu. Mọi người ơi, một chậu này trồng có 3 cái chậu Zaza mà thôi, 3 chậu Zaza nhá. Mà các bác hình dung một chậu Zaza nhà em bán có 22.000. Ví dụ như chậu này trồng 3 chậu Zaza có 66.000 mà bụi lùm chưa. Đấy, chỉ cần cho thêm một cái chậu vào mà trồng. Đây, có những bụi trồng có 2 chậu Zaza thôi. Đó, Zaza mini thì nó nhiều màu lắm. Cái này là em cứ trồng một màu và thành một chậu. Còn nhiều bác thích mix nhiều màu trong một chậu cũng được. Đấy, cứ trồng 3 hoặc 2 cây Zaza là được một chậu Zaza đẹp. Và loại này đợt này bán có bao nhiêu? 22.000 đồng một cốc các bác nhá. Dây hàng này thì nó đang có nụ hoa. Đây, một cái bụi của nó cũng nhiều thân các bác, 22.000. Các bác lưu ý đây, kể cả hàng Zaza nhà em ấy, để ở vườn hàng ngày ấy, ngày nào nhà em cũng phải nhặt những cái lá vàng ở gốc. Bản chất cây Denso thế, và đặc biệt cái dòng Zaza này em thấy là nó sẽ hay bị rụng lá chân nhá. Chứ bây giờ em gửi cho các bác, ví dụ như hàng tình trạng như này trước khi gửi đã vặt lá rồi. Nhưng ví dụ gửi vào miền Nam thì các bác đi tầm 3-4 hôm nó bị rụng lá chân rồi, các bác chê là nó vàng, nó héo, nó khó lắm. Bây giờ miền Bắc mùa mưa, nhưng bọn em thì không bao giờ để ra ngoài trời mưa đâu. Nhưng mà nếu mà em tưới nước hàng ngày nó bị ẩm ướt là bọn em đều phải hong khô trước khi gửi hàng cho các bác. Phải hong khô nhá. Hong khô thì tất nhiên là khi đến nơi các bác 3-4 hôm trong thùng thì nó sẽ bị héo. Tức là nó sẽ bị mất nước. Mất nước theo kiểu là nó bị tóp thân thôi. Chứ còn để mà héo mà chết thì chắc chắn là không đâu ạ. Bởi vì dòng Dendro rất bốn dĩ, rất là dễ trồng. Đấy, nhiều bác luôn. Em phải cắt nước như thế để gửi đi cho nó an toàn. Chứ bây giờ cây của nó cứ tưới tươi rồi đi nóng thì nó hỏng thì lúc đấy ai chịu trách nhiệm ạ. Nên để những cái bác mà đặt Zaza hay bất cứ cái mặt hàng nào khác nhé, cái mùa hè nhé, nếu mà nhận cây trong tình trạng cây có khô héo, nó héo một tí xíu ấy, thì cũng hết sức thông cảm. Bởi vì bọn em còn phải cắt nước gửi đi. Đấy, đẹp lắm, nói chung là Zaza mini có 22.000 đồng một chậu. Và đợt này mua 10 chậu, em sẽ tặng thêm một chậu các bác nhé. Nhà em cũng ghép lên chậu. Đấy, bán không hết thì lại ghép lên chậu bán. Nhiều khi á, chỉ cần ghép tầm vài 3 tháng là lên chậu, nó bắn dễ mà bán rất là ngon lành. Cái chậu này bán 100.000. Nói thật các bác, bán 100.000 nhiều bác cũng rất là thích. Nhìn một chậu lan mà dễ tươi đẹp mà chậu nhiều hoa này thì 100.000 rẻ, đúng không? Đấy, đây là em bán có 22.000 thôi. Các bác nói thật là 22.000 về các bác tự ghép vào chậu. Nên chậu có thành ra là 10 chậu có 220 mà được tận 11 chậu các bạn. Nhiều màu, mix cho các bác nhiều màu. Đây, nụ hoa thì cũng còn một số nụ, nó còn một số nụ nó hoa nó hơi thui bởi vì nó là mùa hè. Đấy, Zaza này. Lô này cũng rất là đẹp. Nhiều màu lắm. Đấy, màu phớt hồng, màu tím này, màu trắng này. Đấy, mọi người thấy chưa? 22.000 thôi. Trước mặt mọi người là một cái lô Hải Yến Lai với Cửu Bảo Tiên, hàng mới về nhé. Cái dòng này hoa rất là thơm. Nó là dòng lai tạo giữa cây Cửu Bảo Tiên và cây bông Hải Yến, này là cái hoa của nó này. Bông rất là đậm nha mọi người nhé. Bông rất là đậm, khuôn bông giống Cửu Bảo Tiên và bông đậm màu tím của Hải Yến.
Đây, hôm nay thì em lên cho mọi người những cây khá là to, chiều cao rơi tầm một gang tay và những cây lá xếp rất là đẹp này. Em bán một chậu như vậy với giá chỉ có 150.000 thôi. 150.000 là các bác có một chậu hải yến lai cửu bảo tiên. Hàng này hoa nó liên tục quanh năm nhé, rất là đẹp. Và trước mặt mọi người đây là tiếp tục lại về thêm một lô giáng hương neo nhé. Giáng hương neo, cái dòng giáng hương này là cái dòng giáng hương ở bên Thái nó rất là chuộng, bởi vì người ta yêu thích cái mùi hương. Dòng này bản chất cây nó không to đâu, nhưng mà riêng ghép vào kiểu tiểu cảnh thì rất là đẹp. Đây, bông hoa của nó màu trắng tinh như thế này này các bác này, bông hoa màu trắng tinh, và các bác có thể ghép theo cái thế này cũng được, hoặc là ghép chậu. Nó có nhiều cái cách trang trí cũng như là trưng bày. Đây, bông hoa này nó cũng lên một tác phẩm này. Bông hoa màu trắng đó. Đây, còn lại cái bông hoa sót lại, chứ còn dòng này mùi hương rất là ngọt ngào. Em bán 140.000 đồng một chậu nhé, 140.000 đồng một chậu giáng hương neo. Brad đổi màu ạ. Cái dòng Brad đổi màu này thì đây là một cái dòng giống Brad với cái mắt hoa rất là đẹp, rất là xinh. Chậu thì nó cũng không quá nhiều thân, bởi vì đây là hàng sưu tầm ạ. Cây rất là đẹp, mà hoa của nó thì bông lại rất là to. Đây, có một chậu này đang chuẩn bị hoa này. Hàng này cứ phải ghép 2-3 chậu để thành một chậu to, thì lúc mà nở hoa ấy thì một chậu nó sẽ rạc rỡ nhiều màu sắc. Em bán một chậu Brad đổi màu này với giá là 80.000 đồng một chậu nhé. 80.000 đồng một chậu Brad hoa đổi màu.